Huy Du Thanh Mai xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đêm giao lưu văn nghệ của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hòa chung với niềm vui đó, cán bộ và nhân dân xã Lê Lợi nói chung, cán bộ và nhân dân làng văn hóa Thanh Tân nói riêng vui mừng đón nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về công nhận nghề dím Thanh Tân là di tích lịch sử cấp tỉnh. Ban tổ chức long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ công nhận di tích cấp tỉnh nghề dím xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Về dự đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu xã có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu các đơn vị bàn, ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, các đội văn nghệ, các thôn Đá Cóc, An Lĩnh, An Mô, Trung Quê, Thụy Tứ, Lương Quan, Bến. Xin một tràng vỗ tay lớn nhất. Đại biểu cơ sở thôn trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư chi bộ, đồng chí Đặng Quốc Hưng, trưởng thôn, cùng các đồng chí trong ban chi ủy, ban công tác mặt trận và các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể, đội văn nghệ thôn cùng toàn thể nhân dân đã về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, cả nước mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hòa chung với niềm vui đó, cán bộ nhân dân xã Lê Lợi nói chung, cán bộ nhân dân làng văn hóa Thanh Tân nói riêng vui mừng đón nhận quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về công nhận nghề dím thôn Thanh Tân là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2017, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lê Lợi và sự hướng dẫn của Ban Văn hóa Thông tin xã, hôm nay chi bộ chính quyền làng văn hóa Thanh Tân long trọng tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh nghề dím xã Lê Lợi. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và toàn thể nhân dân năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chúc đêm giao lưu văn hóa văn nghệ của chúng ta hôm nay được thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân đất Việt chúng ta trong chiến đấu tiếng hát át tiếng bom. Thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, các tiết mục văn hóa văn nghệ của chúng ta đêm nay sẽ cất lên những lời ca tiếng hát, những điệu múa đẹp để mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu, mừng đất nước quê hương đổi mới, đặc biệt là mừng lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh nghề dím thôn Thanh Tân, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Các tiết mục văn nghệ sắp được trình diễn không chỉ là những lời ca tiếng hát đơn thuần mà còn là những tâm sự, là những nỗi lòng của niềm hân hoan sự vinh quang của Đảng trong công cuộc đổi mới, đất nước hội nhập hướng tới tương lai, là tâm huyết, là tiếng lòng đồng thuận giữa ý Đảng với nhân dân làng văn hóa Thanh Tân nói riêng ngày càng giàu đẹp văn minh. Với ý nghĩa và niềm tin sâu sắc đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng lễ đón bằng công nhận di tích nghề dím là di tích lịch sử cấp tỉnh. Một lần nữa thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương nhân dịp đầu xuân năm mới, xin được kính chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc đêm giao lưu văn hóa văn nghệ của chúng ta đêm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, để động viên các diễn viên không chuyên tham gia chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, ban tổ chức xin mời lên sân khấu các đại diện, các đội văn nghệ lên nhận hoa của ban tổ chức trao tặng.
Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cổ vũ cho các đội văn nghệ biểu diễn trong buổi tối hôm nay. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình văn nghệ, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng toàn thể nhân dân sẽ hướng về sân khấu để đến với màn múa hát Người về trên bến sóng du do đội văn nghệ Hội người cao tuổi làng văn hóa Thanh Tân biểu diễn. Xin quý vị hãy dành tình cảm cho đội văn nghệ một tràng vỗ tay đồng nhiệt nhất ạ. Một đời cầm quân đi
cảm ơn tiết mục rất đặc sắc của Hội Người Cao Tuổi Làng Văn Hóa Thanh Tân. Màn múa Thơ Tình Của Núi do đội văn nghệ Làng Văn Hóa Bến biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Ôi vốn dĩ em là con gái, sao mãi ngoài mãi nở lỗ bóng, để đêm đêm sao xuyến giấc mơ hồng. Mỗi mộng ảo sợ rằng không có thật, anh đem đến một tình yêu đẹp nhất. Những giấc hoài bất tận đáy con tim, đó là nội dung bài Thơ Tình Của Núi. Với bài hát Khách Đến Chơi Nhà do Thu Huyền biểu diễn.
Xin trân trọng kính mời khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các anh chị em lời kính chúc đầu xuân mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Con đẩy nhạc to lên một chút ạ. To nữa. Biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
là sôi động của các cô gái đến từ đội văn nghệ làng văn hóa Trung Quê. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị đại biểu cùng đến với màn múa Sóc Spy Sóc Trăng do các cô gái đến từ đội văn nghệ làng văn hóa Đa Cốc trình bày. Đại tâm
về lại quê hương Sóc Trăng, lũy tre làng hàng nhựa rợp bông. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Khán giả một tràng vỗ tay ạ. Xin cảm ơn tiết mục rất đặc sắc của hội văn hóa văn nghệ thôn Đá Cong. Do đội văn nghệ làng văn hóa Thanh Tân biểu diễn, xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Câu hát dân ca do Quang Tài đến từ đội văn nghệ làng văn hóa An Mô trình bày. Xin kính mời các quý vị đại biểu và cùng nhân dân lắng nghe.